Nam Hương và Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài FPTN. Kính thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 8 năm 2019, Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đã tổ chức một bữa tiệc để gây quỹ xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt tự do Úc Châu. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh phóng sự hôm nay. Và kính thưa quý vị, đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của ông Tổng trưởng Di Trú. Dạ thưa kính thưa chị và kính thưa toàn thể quý thính giả của đài SBTN, thì thật sự đó, cái định mà xây cái viện bảo tàng đó nó bắt đầu từ tại tiểu bang Victoria và nó đã có đây trên 10 năm rồi, các thưa toàn thể quý vị. Thì đương nhiên cái mục đích thưa quý vị biết rất là rõ là mỗi người của chúng ta, người Việt tị nạn của chúng ta mà chúng ta rời khỏi quê hương đất nước thân yêu của chúng ta đó, mỗi người mỗi một hoàn cảnh, mỗi người có một cái câu chuyện nó khác nhau, mang theo đầy một cái tâm tình, mang theo đầy một cái tài sản quý giá của ông cha của chúng ta để lại, đó là cái nền văn hóa của người Việt của chúng ta. Và khi chúng ta mỗi người chúng ta có một cái câu chuyện thì cái câu chuyện đó đáng lẽ ra nó là một cái nhân chứng sống, nó nên ở trong, đáng lẽ phải nằm ở trong những cái cuốn sách. Nhưng thay vì chúng ta không có sách thì chúng ta có những cái viện bảo tàng để chúng ta dự trữ lại những cái câu chuyện đó ở trong đó, để cho sau này con cháu của chúng ta mai hội họ hiểu rất rõ là bằng cách nào chúng ta đến đây, lý do tại sao chúng ta là người Việt tị nạn, rồi bây giờ chúng ta là những người Úc, tức là một phần lịch sử của chúng ta tự động nó trở thành một phần lịch sử của người Úc. Đây là cái viện bảo tàng của người Việt ở tại Úc này. Thì tôi nghĩ rằng cái hoàn cảnh nào chúng ta đến đây, con em của chúng ta người Úc sau này cũng cần nên biết đây là những người thân của họ, những fellow Australian của họ đã trải qua những sóng gió như thế nào. Rồi tôi nghĩ rằng nó không có cái gì nó quý bằng và chúng ta có cái viện bảo tàng mà chúng ta tài trữ, chúng ta tài trữ lại những cái dữ liệu đó ở trong cái viện bảo tàng. Và đây là cái viện bảo tàng đầu tiên của người Việt Nam, người Việt tị nạn ở hải ngoại ở trên thế giới này, kính thưa các anh chị. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi mong là sẽ được đón nhận nhiều cái sự hỗ trợ của đồng bào của chúng ta, chẳng những ở Úc mà còn ở Mỹ, Canada và ở Âu Châu nữa, kính thưa quý vị. Dạ, thưa chị, xin kính chào quý khán thính giả của SBTN. Cá nhân chúng tôi giữ vai trò là thủ quỹ của cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu. Thì hôm nay là cái ngày cây quỹ để chúng ta có được một cái viện bảo tàng người Việt đầu tiên tại Úc. Thì cái dự trù mà xây cái kinh phí của cái viện bảo tàng này là khoảng từ 15 đến 16 triệu. Và chính phủ liên bang Úc Đại Lợi đã hứa cho cộng đồng liên bang và cộng đồng Victoria một cái số ngân quỹ là 9 triệu, thưa chị. Nhưng mà chúng ta cũng cần rất là nhiều tiền để mà hành trình để xây dựng cái dự án này cho viện bảo tàng. Thì ngày hôm nay là ngày gây quỹ đầu tiên và chúng tôi nghĩ cũng không phải là một ngày gây quỹ cuối cùng đâu. Sẽ có rất nhiều chương trình gây quỹ trong tương lai và chúng tôi tha thiết kêu gọi quý đồng hương, bất cứ quý vị ở đâu, khi cộng đồng liên bang có ra một cái chương trình gây quỹ, xin quý vị hỗ trợ hết lòng hết mình. Tại vì đây là lần đầu tiên chúng ta có một cái viện bảo tàng Việt Nam, cơ hội rất là đáng quý. Và nếu mà chúng ta không cùng nhau góp sức, góp một bàn tay cho cái dự án này thì chúng ta sẽ không có thể nào có một viện bảo tàng như vậy. Thì hôm nay là ngày đầu tiên được gây quỹ ở tại Sydney, thì tất cả mọi người đã bỏ công sức cho cái buổi gây quỹ này rất là nhiều. Cá nhân chúng tôi thì cũng là một chút xíu thôi, không có làm nên sự gì mà không có sự đóng góp của mọi người. Chúng tôi không biết là hôm nay cái kết quả như thế nào, mà chúng ta luôn luôn lạc quan là tất cả đồng hương chúng ta dù ở tiểu bang nào, xa xôi hay gần đây, cũng đều một lòng hướng về cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc Châu để chúng ta có thể có một cái museum của người Việt đầu tiên tại Úc, thưa chị. Dạ. Và Hoài Phương tường trình cho đài FPTN tại Úc Châu xin kính chào quý vị khán giả và cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự hôm nay.